Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của máy thông dịch.com. Hôm nay máy thông dịch.com sẽ làm một video để so sánh hai dòng máy phiên dịch hot nhất hiện nay, đó chính là máy phiên dịch Javistud và máy phiên dịch Pocket Talk. Cùng theo dõi video này để đón xem sự khác biệt của hai dòng máy này như thế nào. Xin chào. Chúng ta thử kiểm tra tốc độ dịch và khả năng dịch của hai chiếc máy này. この2つのマシンを強度と強さを試してみましょう。 Thiết bị này nhận diện chữ sai. この装置は5人です。 Thiết bị này nhận diện giọng nói bị sai. この装置は音声認識が間違っています。 Thiết bị này nhận diện chính xác. このデバイスは正しく識別されています。 Chúng ta cùng thử thêm một vài câu nữa. もう少し文を試してみましょう。 Ngày mai tôi sẽ đi công viên cùng với em gái. 明日は姉と公園に行きます。 Chiều nay tôi có cuộc họp quan trọng, cần đến sự giúp đỡ của bạn. 今日の午後、あなたの助けに必要な会議があります。 Thiết bị này dịch rất chậm. この装置は退屈です。 Thiết bị này dịch rất chậm. この装置は白っぽいです。 Nó nhận diện không đúng giọng nói. が正しく認識されていません。 Thiết bị này dịch rất chậm. この装置はとても遅れています。 Thiết bị này dịch rất chậm. この装置は非常にゆっくり。この装置は退屈です。 Nhận diện sai rồi. 間違っています。 Thiết bị này nhận diện rất tốt và dịch rất nhanh. このデバイスは非常によく認識され、非常に高速です。 Giao diện của máy rất đơn giản và dễ sử dụng. デバイスのインターフェースはシンプルで使いやすいです。 Trong lúc nói phải giữ nút rất mỏi tay.水を話している間に手が疲れています。 Nhận diện giọng nói sai hoàn toàn. 間違った音声認識。 Thiết bị của bạn trong lúc nói cần phải giữ nút liên tục.
言っている間あなたのデバイスはボタンを継続的に保持する必要があります。Thiết bị này trong lúc nói cần phải giữ nút liên tục. Nhận diện bị sai hoàn toàn. Chúng ta thử test sang ngôn ngữ tiếng Anh. Tuần sau tao sẽ đến đất nước của các bạn để du lịch. Next week I will go to your country to travel. Nước Nhật thật xinh đẹp. The country is so beautiful. Nhật Bản thật xinh đẹp. Japan is so beautiful. Japan is so beautiful. Đất nước chúng tôi cũng có rất nhiều phong cảnh đẹp. Our country also has many beautiful landscapes. Bạn hãy đến đây tham quan và khám phá. Come here to visit. Please come here to visit and explore. Come here to visit and explore. Please come here to visit and explore. Bạn hãy đến đây tham quan và khám phá. Come here to visit and explore. Come here to visit and explore. Come here to visit and explore. Bạn cảm thấy thế nào sau khi trở về từ chuyến công tác ở Mỹ? How do you feel after returning from a trip to the US? Trip in the US? How did you feel after returning from your business trip in the US? How do you feel after returning from a trip to the US? Thiết bị của bạn dịch chậm hơn và giọng nói rất nhanh. Điều bất tiện nhất là phải bấm giữ nút trong khi đang nói chuyện. Khả năng nhận diện giọng nói còn chưa tốt. 音声認識が良く
ない。音声認識が良くない。Chậm và không chính xác. 遅くて不正確。Như vậy, qua đoạn test video thực tế ở trên thì các bạn có thể thấy với cách sử dụng thì Jarvis Stack Go sẽ nhịn hơn ở việc nhấn. Rồi các bạn thả. Việc này sẽ làm nút nhấn khó bị liệt và sử dụng được trong thời gian lâu hơn. Còn máy phiên dịch Pocket Talk bạn còn nhấn giữ khi nói. Việc này sẽ bất tiện ở việc khi sử dụng thời gian lâu, máy sẽ dễ bị lệch nút. Thứ hai, về độ nhận diện chữ, các bạn cũng có thể thấy Jarvis Stack nhận diện tiếng Việt nhịn hơn, tốt hơn, chính xác hơn máy phiên dịch Pocket Talk. Mình nhận thấy rằng Jarvis khá là ưu tiên thị trường Việt Nam khi mà luôn có những cải thiện về bộ ngôn ngữ, nên đây chắc cũng là lý do Jarvis nhận diện tiếng Việt nhanh nhạy hơn. Thứ ba là về tốc độ dịch thì Pocket Talk dịch nhanh hơn, nhưng hãng cần cải thiện thêm về tốc độ nhấn nhẹ chữ của câu. Tốc độ hiện tại của máy mình thấy khá là nhanh và khiến nhiều người khó nghe. Còn về Jarvis Stack thì mình thấy ổn, người lớn tuổi dùng vẫn có thể dùng được. Còn đối với Pocket Talk, bởi vì tốc độ nhẹ chữ quá là nhanh, nên là đối với những người lớn tuổi họ sẽ khó nghe được, cũng như là phải nghe lại nhiều lần của câu mới có thể hiểu được. Rồi thứ tư, còn có một điểm cộng thêm cho Jarvis, chính là tính năng tích hợp eSIM quốc tế vừa được phát triển năm 2020, giúp người dùng dễ kết nối Internet tại 83 quốc gia trên toàn thế giới. Khi nào dùng thì bạn chỉ cần gia hạn eSIM lắp sẵn trong máy mà không ảnh hưởng gì cả. Còn về máy phiên dịch Pocket Talk thì máy có sẵn hai phiên bản, một phiên bản không eSIM và một phiên bản được tích hợp eSIM quốc tế, nhưng chỉ dùng giới hạn được trong 2 năm. Qua 2 năm bạn không thể sử dụng được cái eSIM này. Đây là một cái điểm hạn chế rất lớn dành cho máy phiên dịch Pocket Talk, và hãng còn phải cải thiện hơn rất là nhiều trong tương lai. Đây là chính là những cái vấn đề mà mình nhận thấy được thông qua buổi test thực tế hai dòng máy phiên dịch Pocket Talk và Jarvis Stack Go. Bạn cảm thấy như thế nào? Hãy bình luận bên dưới để cùng trao đổi nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của công ty máy thông dịch nha. Bye bye!